Ông lễ Buka Kim Tuấn Kiệt công bố ảnh cưới chốt luôn ngày trọng đại. Sau thời gian dài chuẩn bị, thiệp cưới của cặp đôi đã được gửi đến các khách mời. Ở diễn biến mới nhất, Kim Tuấn Kiệt đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Buka trong bộ váy cưới. Theo đó, Kim Tuấn Kiệt diện vest bản bao, Buka diện váy cưới thiết kế đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Thần thái cả hai đều trạng ngời, nhắn nhủ đến khán giả ghi nhớ ngày 4 tháng 11, 2023. Động thái của Gin Tuấn Kiệt như ngầm khẳng định, lễ cưới của anh và Vuka sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Trước đó, tại một sự kiện, nghệ sĩ Hài Trường Giang cũng bật mí lễ cưới của Vuka và Gin Tuấn Kiệt sẽ được diễn ra ở thành phố biển gần sân bay lớn. Như vậy, thời gian cũng như địa điểm nơi tổ chức lễ cưới của Vuka và Gin Tuấn Kiệt đã phần nào được hé lộ. Bên cạnh nhân vật chính, việc nhiều nghệ sĩ đình đám vì biết hứa hẹn sẽ có mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi cũng sẽ thu hút được nhiều sự chú ý.